đọc rồi như sợ nhắn đó. Quay nè. Cái kim dài đấy. Xé vậy kim dài nè. Không để ý. Để xé ra để bên này. Chân thùng tay. Cục này không to. Để ngoài đây giống đã. Đau, chắc là đau rồi. Mụn này đổ màu luôn, màu nâu có màu đen nữa. Màu đen thì nó lì hơn. Đưa điện thoại. Alo. Ơi chị nghe em ơi. À 20 Tân An 2 bên hông bệnh viện Vinmec cho em. Bên hông bệnh viện Vinmec hả? Ừ. Ý tưởng thôi sao? Chị cái chỗ mà bữa trước em tới lái được không? Cái chỗ mà phòng nghỉ cái gì kìa. Em tới em phải gọi người mà không biết có người ở đó không nữa. Ý là em tới. Không thì em qua đó nhưng mà phải đợi chị cho số. Không thì em qua 65 Tôn Thất Tùng em mua đỡ kem được không? Mua kem nắp xanh hồi xưa đó, cũng là kem đó nhưng mà nắp xanh nha. Hộp lớn thì em mua 2 hũ thì nó không được. Ờ. 20 Tân An 2 em. 20 đường Tân An 2. Ok. Chờ mở đào. Nắng đen thui. Ừ, đau chứ. Đây. Đồng hồ không phải mụn. Đen đen căng căng mụn không ra được nè.
rồi, chắc làm luôn cái mũi bên đây. Trong bóc này. Này cũng đã bằng mấy cái kia. Đã, đúng không? Kéo ghế Yến. Kéo có lưng á à? Cái tay. Thì xin phép cũng mình làm đó tới lúc. Nhưng chị làm nghề nên đã chẳng bị nạn hơn. Sao mà mình mà lớn là mình bị đau quá. Chụp ngoại đau lắm. Chưa đủ mọi người. Mấy phút rồi? Mấy cái 8 phút rưỡi cho mấy. Đây đây, còn đây. Xin nữa tôi mua cái lỗ tai nữa. Lỗ tai cũng có luôn hả? Tìm được cái đây nằm chung như thế.